Cách mà làm bếp trên tay sẽ đến là chưa đầy nửa tiếng đồng hồ là quen đi và cầu thủ Hà Lan đã phải rời sân bằng cáng rồi, quá đáng tiếc. Đen rồi, thực sự lúc này Liên Quân đang trải qua một cơn khủng hoảng lực lượng, có thể nói là nghiêm trọng đấy. Họ có rất nhiều đấu trường để chinh chiến. Carabao Cup này, ngày hôm nay trận đấu cuối cùng rồi, nhưng mà vẫn còn trận đấu khác tại FA Cup, tại ngoại hạng Anh hay là Europa League. Đấu trường của Liverpool cũng sẽ đặt những mục tiêu rất cao để chinh phục ngôi vương. Vậy mà bây giờ họ gặp nhiều chấn thương như thế này, thực sự là chặng đường còn lại của Jurgen Klopp và trò của đội tuyển này sẽ là vô cùng trông gai. Lukaku có thay thế cho Ramsey Bay, một sự điều chỉnh bất đắc dĩ của thầy Klopp. Lại cùng chờ đợi xem một hậu vệ được đưa vào thành tiền vệ, cách bố trí nhân sự của Liverpool trong phút còn lại sẽ làm như thế nào đây. Cầu phá bờ và thì các bóng rất nhanh, nhưng Chelsea vẫn sẽ có cơ hội. Enzo đúng kiểu bóng rất có ý đồ của Enzo, đường bóng lại quá mạnh. Và bóng Enzo Fernandez đã phát hiện ra khoảng trống dành cho Nicolas Jackson. Nhưng chân sút về Senegal lại không thực sự chủ động di chuyển. Đây chuyển vừa rồi của Enzo Fernandez mà hơi sâu một chút. Không phá mở. Không vượt qua được Gonzalo Bueno. Có vẻ như là Conor Bradley sẽ được chơi ở vị trí tiền vệ này anh em ạ. Thậm chí là tiền đạo cánh luôn.